Hello mọi người, đã bạn nào vào học rồi các bạn comment để có biết được nha. Xin chào mọi người. Hello Phương Anh này, Như này. Hello mọi người, các bạn giúp cô tag các bạn của mình vào và chia sẻ giúp cô nhé mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào bạn Học này, Phượng này, Hải Nam này, Thuận này. Hello mọi người. Có bạn thật ra cô rất muốn chào nhưng cô không biết gọi như thế nào này. Đây này. Hello mọi người. Đại Nam này. Rồi Quỳnh Hương, xin chào mọi người. Chào tất cả các bạn nha. Rồi. Ok, thì chúng ta thả tim cho cô nhá, để chúng ta bắt đầu buổi học luôn nào mọi người. Minh Anh này. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Bài hôm nay khá là nhẹ nhàng. Đó, nhưng mà bài hôm nay sẽ giúp chúng ta hình dung cơ bản qua nhá. Những cái bài mà chúng ta có thể gặp ở trong phần tìm lỗi sai các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rồi Khánh Thư này. Rồi Diệu Linh, Danh này. Hello mọi người. Phương Thủy, Nguyễn Kha. Hello, xin chào mọi người. Ok nhá, rồi cảm ơn các bạn. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học luôn nhé mọi người. Nào, bắt đầu cho cô câu số 1 nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học nhé các bạn ơi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có bài này của các bạn tìm lỗi sai nhá. Thì bây giờ các bạn nhìn cho cô câu số 1 này. Câu 1 ở đây lỗi sai của chúng ta là gì các bạn ơi? Nào, cho cô xin đáp án câu 1 nào. Câu 1 nhá, để coi câu 1 này chúng ta chọn đáp án gì. Sáng nay mới thi cái này à em? Rồi. Mọi người chú ý nhá. Không biết là mọi người đã thi giữa học kỳ hết chưa nhỉ? Đó, có bạn gửi cho cô đề thi giữa học kỳ để cô nhờ cô chữa ấy. Nhưng mà chắc là mọi người cũng thi đâu đó ấy, gần hết rồi đúng không? Có thể là hôm thứ 6 cô sẽ chữa một đề giữa kỳ nhá các bạn nhá. Ok rồi, cô đang thấy mọi người đang chọn đáp án đi. Thế thì đáp án đi này chúng ta cần sửa lại như thế nào? Đúng rồi, Phương Anh này. Rồi. Ok các bạn, rồi chính xác nhá. Câu này mọi người chọn đáp án đi cho cô nhé. Và mọi người hiểu là gì đối với hai đối tượng thì chúng ta sẽ chỉ được sử dụng so sánh hơn thôi. Câu này của các bạn là gì? Trong số hai chị em thì Linda xinh hơn đúng không? Đó thì mọi người sẽ cần sửa lại cho cô ở đây là the more beautiful. Nhá, kiến thức này như thế nào? Mọi người nhớ cho cô ở kiến thức là gì? Các bạn học công thức là the đi với so sánh hơn. Rồi đi với of, the two. Rồi đi với danh từ số nhiều nhé các bạn nhé. Khi mà đối với hai đối tượng thì chúng ta sẽ áp dụng cho cô công thức này. Có nghĩa là ai hơn ai thôi. Khi mà các bạn có hai đối tượng các bạn chỉ được sử dụng so sánh hơn kém thôi nhé. Còn đối với từ 3 đối tượng trở lên thì chúng ta mới được sử dụng dạng so sánh nhất. Lưu ý nhé các bạn. Rồi đấy là câu 1 nhé. Rồi, chính xác. Nào, tiếp theo, chuyển sang số 2 nào. Số 2 ở đây lỗi sai của chúng ta là gì? Anh ấy hoàn thành bài test nhanh nhất đúng không? Trong số tất cả các bạn ở trong lớp của anh ấy, phải không nhỉ? Đó. Thì mọi người sẽ sửa lại như thế nào? Nếu mà chúng ta biết chọn rồi, chúng ta có thể sửa cho cô được không? Lâm đang chọn đáp án B này. Bạn học rốt chọn B này. Học chọn B này. Rồi. Ai nhỉ? Bạn nào mà coi lại video mà cô đang live nhỉ? Bạn ấy bảo cô không hiểu sao cô gọi bạn nào là học dốt đúng không? Đó. Tên Ava như thế nào cô gọi như vậy nhá mọi người. Rồi. Cô đang thấy các bạn đang chọn đàn B này. Đàn B chúng ta sửa như thế nào? Đó. Rồi. Nào chúng ta sửa như thế nào cho cô nào các bạn ơi. Sửa như thế nào? Sửa như thế nào nhỉ? Đây trong số tất cả đúng không? Tất cả này thì mình sẽ hiểu là một đối tượng mà so với tất cả mọi người. Đó. Thì mọi người sẽ như thế nào? Đấy, chúng ta sẽ sửa lại cho cô là the most rapidly. Đó. Nhá. Đó. Là nhanh nhất nhỉ? Rồi, ok luôn mọi người. Nào tiếp số 3 nào. Số 3 nào mọi người ơi. Số 3 này. Câu này của các bạn này. Chúng ta chọn đáp án gì? Cô đơn thấy các bạn đang chọn C đúng không? Thế chọn C thì chúng ta sẽ sửa lại như thế nào nhỉ? Câu này của các bạn này là Jane không thông minh bằng anh trai của cô ấy, đúng không? Thế mọi người thấy cái từ as này ở đây của chúng ta nó không bị sai, thì có nghĩa là cái từ này nó bị sai đúng không? Thì so sánh không bằng. Đó, từ đó các bạn chọn C nhá. Chính xác rồi, mọi người chọn C này và mọi người sẽ sửa lại cho cô ở đây là as. Bởi vì công thức nền tảng của so sánh không bằng của các bạn thì các bạn đi với to be, not, as. Rồi các bạn đi với tính từ, rồi đi với từ as nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi. Nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 4 đây. Số 4. Nếu mà tiện đúng không? Hãy đi ra ngoài uống gì đó tối nay đi. Nào, thế số 4 của các bạn thì sẽ là gì đây? Số 4 nào. Nào số 4 của mọi người các bạn ơi, số 4 nào. Tài liệu này là tài liệu chung nhé. Tài liệu này thì chúng ta có thể bắt gặp ở bất kể nơi đâu ở trong các đề thi nhé. Nên mọi người tập trung làm cho cô nhé. Rồi cô đang thấy các bạn chọn đáp án B này. Bạn Đào đang chọn B này. Thì câu này chúng ta hiểu đây chính là dạng hoàn toàn có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai đúng không? Thì đối với những điều mà có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai á, thì chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 1 nhé các bạn nhé. Đó. Thì mọi người chọn cho cô đáp án nó chính là đáp án B này. Và mọi người sửa lại như thế nào? Các bạn sẽ sửa cho cô là is nhá. Bởi vì các bạn có ở đây là gì? Vế 1 của if là mệnh đề phụ á, thì chúng ta sẽ sử dụng ở hiện tại đơn nhá các bạn nhé. Đó, sử dụng hiện tại đơn cho cô. Rồi. Tiếp nào chúng ta sẽ chuyển sang số 5 nhé. Số 5. Rồi. Số 5 nào các bạn ơi. Nào. Cô giáo nói rằng Peter mắc rất nhiều lỗi trong bài luận của anh ấy. Thế thì ở đây câu này chọn gì? Câu 5 này của chúng ta này, chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C nhá. Bởi vì từ mistakes ở đây là danh từ số nhiều. Và đối với danh từ số nhiều thì mọi người sẽ cần biến đổi cho cô từ much đó thành many. Đó, bởi vì many chúng ta mới được đi với danh từ số nhiều nhá. Rồi tiếp tục nào, chúng ta chuyển sang số 6 các bạn ơi, số 6 nhá. Số 6 này, TV này, những chiếc TV này quá đắt đối với chúng tôi để có thể mua tại thời điểm này. Thế thì câu này ở đây của các bạn quá như thế nào đối với ai để làm gì? Nào, thế số 6 của chúng ta sẽ là gì đây? Chúng mình có kiến thức là gì nhỉ? Là to be này, chúng ta đi với to này, đi với tính từ for somebody to verb nhỉ? For somebody thì somebody ở đây chúng ta phải là tân ngữ này, đi với to verb. Thì từ đó này, số 6 chọn gì? Số 6 này, Khánh Huyền đang chọn đáp án C này. Chúng ta chọn C nhé các bạn nhé. Mọi người chọn C này và chúng ta sẽ sửa cho cô cái từ quy này ở đây phải biến thành tân ngữ. Và tân ngữ của chúng ta thì các bạn sẽ là forest này. Đó. Rồi tiếp theo chuyển sang số 7 nào. Số 7 của các bạn. Sau khi mà cô ấy như thế nào? Mua anh ấy một chiếc xe ô tô mới. Thì cô ấy đã bán cái chiếc xe đạp của cô ấy đi. Nào thì số 7 của chúng ta là gì nào các bạn? Số 7 này, Đại Nam đang chọn đáp án C này. Thế chọn C thì sửa như thế nào? Khánh Huyền cũng đang chọn C này. Đi thi của chúng ta thì có thể chúng ta không cần sửa lỗi sai nhé. Nhưng mà ở đây mọi người nên sửa lỗi nhé. Nên sửa lỗi. Đào Phong đang chọn đáp án C này. Rồi ok các bạn. Rồi. Mua của ai cái gì đúng không? Nào chúng ta sẽ sửa lại ở đây cho cô là him nhé. Bởi vì kiến thức của chúng ta này, các bạn có là buy somebody something. Là mua của ai cái gì? Mua ai cái gì? Đó. Thế thì từ đó này mọi người sẽ sửa cho cô là him nhé. Thế thì các bạn chú ý cho cô này. Ở đây himself là không được nhá. Himself các bạn hiểu nó là đại từ phản thân. Và khi nào chúng ta được sử dụng đại từ phản thân? Khi mà câu phía trước của chúng ta nó có đại từ trước đó rồi, nó phải có he nhá, thì chúng ta mới được sử dụng phản thân là himself. Chứ không phải tự nhiên mà chúng ta thích thì chúng ta sử dụng himself đâu nhá, myself, vân vân thế luôn. Nó phải có cái từ tương ứng ở phía trên ấy, thì chúng ta mới được sử dụng là chính ai đó. Đó. Từ đó mọi người nhớ nhá, đó, nhớ thêm kiến thức đó. Các bạn nào chưa biết thì nhớ thêm nhá. Nào tiếp là chúng ta chuyển sang số 8 nhá. Nào đây số 8. Câu hỏi quan trọng tiếp theo mà chúng tôi phải quyết định đó chính là khi nào chúng tôi phải nộp cái dự án đề xuất đó. Nào, thế thì câu này của các bạn nó sẽ là đáp án gì? Đây bạn Học đang chọn đáp án C này. Rồi Đại Nam đang chọn C này. Thế thì các bạn ơi, Giang chọn C này. Rồi, thế thì ở đây của các bạn nhé, các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án C. Nào, thế chọn C thì bây giờ sai ở chỗ nào? Tại sao nó lại bị sai? Thì các bạn học sinh chú ý này, của chúng ta có này là câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi phải quyết định. Cái này là chủ ngữ đúng không? Hết một phần này nó là chủ ngữ nhá. Là này, đây là động từ lớn này. Thì hết một cái phần đằng sau ở đây của các bạn đó chính là tân ngữ. Và hết phần đằng sau tân ngữ ở đây thì mọi người sẽ có ở đây cho cô là kiến thức mệnh đề danh từ nhá. Là sau when này các bạn đi với chủ ngữ là we, rồi các bạn đi với động từ là have to. Chứ chúng ta không được sử dụng cái từ do ở đây nữa nhá, bởi vì câu này là câu kết thúc bằng dấu chấm. Câu này kết bằng dấu chấm có nghĩa là câu này là dạng câu trần thuật nhá. Đó. Thế nên các bạn không được sử dụng trợ từ rồi đi với chủ ngữ động từ. Các bạn có thể hiểu cơ bản là gì? Phần mệnh đề danh từ của chúng ta lúc này nó đóng vai trò là tân ngữ ở trong câu. Các bạn sử dụng từ để hỏi, sau đấy đến chủ ngữ rồi đến động từ nhé. Đó. Chọn C. Tiếp nào chúng ta chuyển sang cho câu số 9 nào. 9 của các bạn này là Nam chưa hoàn thành xong công việc. Và bạn 3 này cũng chưa hoàn thành xong. Thì câu 9 này các bạn sẽ là gì? Rồi, Võ Mỹ Tâm đang chọn đáp án D này. Rồi, ok nhé, các bạn, chúng ta chọn đáp án D ở đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì câu này của chúng ta này, phía trên của chúng ta mang nghĩa phủ định, đằng sau của chúng ta cũng là phủ định. Nhưng phủ định của các bạn thì các bạn sẽ chỉ học công thức cho cô là chủ ngữ này, rồi sau đó các bạn đi với trợ từ mà của các bạn nó có từ not ở đằng sau trợ từ thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô phẩy either thôi nhá. Đó, bởi vì cái từ này nó đã có not ở chỗ này rồi. Đó, thì các bạn sẽ sửa lại ở đây là gì? Đây nhá, các bạn sẽ sửa lại ở đây cho cô là hasn't phẩy either nhá. Các bạn sửa là either cho cô nha. Đó. Là cũng không nhá. Đó. Còn nếu mà bạn nào muốn sử dụng là neither thì chúng ta sẽ sử dụng là neither has ba. Đấy. Cách số 2 của các bạn này, các bạn sẽ sửa lại cho cô sử dụng neither đi với trợ từ là has, rồi chúng ta đi với cái chủ ngữ là ba. Đấy. Hai cách nha mọi người. Đúng rồi. Ok bạn Lâm nhá, chúng ta có hasn't của chúng ta là không đi với neither nha các em. Tức là đã phủ định rồi thì không có neither nữa. Phủ định thì mọi người phải either mà thôi. Nào tiếp chuyển sang số 10 nào. Câu này là gì đấy? Sau khi mà bạn Sơn chuyển sang quay lại nhà của bạn này đúng không? Đó. Thì sau đó là đọc sách đúng không? Mọi người có hành động trước, hành động sau á. Thì hành động sau cùng của chúng ta này, về nhà xong thì đọc sách. Đấy. Kiến thức là after này các bạn. Mọi người, câu này của chúng ta này, đây chúng ta chọn đáp án D nhá. Và mọi người sửa lại cô là dread nha. Đó. Bởi vì tại sao? Đây cô viết ở chỗ này nhá mọi người nhá. Là after này đi quá khứ hoàn thành này, phẩy này, về đằng sau chúng ta chia quá khứ nhá. Đấy. Rồi, chính xác. Nào, tiếp tục nào, chuyển sang 11 nhá. Câu 11 nào. 11 của chúng ta sẽ chọn là gì? Mười một nhá các bạn. Câu này ở đây là gì? Rất nhiều các học thuyết về cái việc bảo tồn cái nguồn nước sạch, nguồn nước tinh khiết được đề xuất ra đúng không? Nhưng mà không có cái nào được chấp nhận rộng rãi như cái này. Câu này chọn đáp án gì? Nào mọi người ơi, chúng ta cho cô từ nào nhỉ? Cái câu này ở đây chúng ta không có cái từ ABCD đúng không? Ở đây của chúng ta là many mà đúng không? Rất nhiều các học thuyết đúng không? Rất nhiều học thuyết được đề xuất này. Thì nhiều thì chúng ta phải là cái từ này đúng không? Nó phải chia số nhiều, phải không nhỉ? Đó. Thế thì từ đó này mọi người sẽ sửa cho cô cái này thành have been nhá. Sửa have been cho cô. Tiếp nào, chuyển sang số 12 nhá. 12 này. Because này, had done này. Nào, chúng ta chọn đáp án là từ gì? Bởi vì là họ đã làm tất cả công việc một mình, chính họ. Thế nên là họ không muốn đưa cái kết quả đó cho ba. Thế thì bây giờ câu 12 của mọi người, purity có nghĩa là gì ạ? Purity có nghĩa là sự tinh khiết. Đây, bây giờ mọi người có thể hiểu water, chúng ta hiểu là nước sạch đấy. Chính là fresh water ấy, hoặc là pure water. Nào, số 12 ở đây của các bạn nhé. Các bạn chọn đáp án C nhé. Bởi vì tại sao? Bởi vì mọi người có đại từ phản thân, chúng ta không sử dụng như thế này mà mọi người sẽ phải là themselves nhá. Đó. Đấy nhá. Đó. Được không? Đấy nhá. Nhờ kiến thức phản thân của chúng ta không sử dụng là they như vậy đâu. Đúng rồi, thật ra từ đấy có nhiều nét nghĩa mà. Ví dụ purity chúng ta hiểu là sự thuần khiết, là sự trong sáng mà. Nhiều nghĩa khác nhau mà. Hoặc là ai đó vô tội cũng được luôn mà. Có nhiều nghĩa nhá. Nên nếu mà chúng ta mà không hiểu rõ, chúng ta cho vào văn cảnh là đôi khi chúng ta sẽ bị lệch nghĩa nhá. Nào, tiếp là chuyển sang cho cô số 13 nhá. 13 là gì đây? Ba nói rằng. Đấy, nói như thế nào? Nếu mà anh ấy phải làm nhiều bài tập tối nay thì anh ấy không thể xem phim được. Đấy, rồi. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ là gì nhỉ? Mọi người, số 13 này cô đang thấy mọi người đang chọn B. Câu này chọn B luôn nhá. Bởi vì sao? Bởi homework của các bạn là danh từ không đúng được. Thì mọi người sửa cho cô ở đây là much. Đó là 13. Rồi, tiếp nào chúng ta chuyển sang 14 nhá. Sau khi uống thuốc xong thì bệnh nhân cảm giác là gì gì đó, drowsy, có nghĩa cảm giác nôn nao đúng không, và có thể manageable, có thể sai khiến, có thể kiểm soát được. Nào, thế thì bây giờ mọi người chọn gì nhỉ? 14 này, Diệu Linh chọn A này. Thật ra đề này á, đề này là đề của học sinh live VIP bạn gửi cho cô mọi người ạ. Có như thế nào cô để nguyên như thế này luôn á, cô không nốt thêm gì luôn mọi người. Nào, 14 này chúng ta chọn đáp án đây nhá. Đó. Nào, chúng ta có ở đây là gì? Mọi người sau after hoặc là sau before đúng không? Chúng ta đi viewing thì mọi người sửa ở đây cho cô là taking. Đó nha các bạn. Rồi. Nào, rồi tiếp nào, chúng ta chuyển sang 15 nhá. 15. À rồi, rồi. Có học sinh, đây cô đang thấy có học sinh sửa lại là having taken. Rồi, các bạn có thể để là having taken nhé. Nếu mà các bạn để là having taken thì các bạn sẽ hiểu là hành động trước, hành động sau á. Là uống thuốc xong thì sau đấy bệnh nhân cảm giác là nôn nao đúng không? Rồi, ok nhé. Cả hai đều được chấp nhận nhé các bạn nhé. Đó, rồi. Nào, tiếp chuyển sang 15 này. 15. Chọn đáp án gì? Had taken được không ạ? Nếu mà em muốn sử dụng là had taken thì em phải sử dụng là after the patient had taken the medicine. Có nghĩa là em phải có cả chủ ngữ động từ nha em. Đó. Còn đây nó là dạng rút gọn rồi. Dạng rút gọn sau after các bạn sử dụng vô binh thôi nhé. Nào, câu 15 của các bạn. Đáp án sai của chúng ta là gì? Diệu Linh đang chọn A này. Rồi, ok. Đó, cô đang chữa câu 15 mà. Cô đang chữa câu 15 mà. Đã làm gì đến câu 16 đâu nhỉ? Câu này của chúng ta là gì? Mọi người chọn A đúng không? Rồi, ok các bạn nha. Các bạn chọn đáp án A bởi vì chúng ta có từ taste này đúng không? Là sau đó chúng ta cần phải đi với tính từ, có nghĩa là nếm như thế nào. Đó. Có vị như thế nào nhá? Vị như thế nào? Nếm rất ngon đúng không? So good. Đó, các bạn dùng cho cô ở đây là từ good nhá. Rồi. Ok, ok bạn ơi. Ok, nào tiếp là chuyển sang 16 nào. 16 đây cô cho thêm đây nhá. Đây là C này, đây là D này, được không? Đó. Rồi. Cô ơi, hôm nào cô làm chủ đề khoanh tròn hoàn chỉnh đoạn văn. Lòng vòng nhỉ? Học sinh kiểu nhiều khi các em kiểu không hiểu dạng đề á, nó hỏi lòng vòng. Có phải bài điện tử không? Khoanh tròn hoàn chỉnh đoạn văn. Chúng ta có thể gọi bài đấy là dạng bài đọc điền, hoặc bài đục lỗ nhá, hoặc là bài gap filling nhá. Nào, thế thì bây giờ mọi người có là gì? Mặc dù cô ấy trông khá trẻ đúng không? Nhưng mà cô ấy nhiều tuổi gấp 2 so với chị gái 20 tuổi của tôi. Thế thì câu này ở đây của các bạn này, các bạn chọn đáp án gì? 16. 16 của chúng mình này, cô đang thấy có bạn chọn C này, có bạn chọn D này. Rồi. Thế thì câu này ở đây của mọi người chọn D nhá, bởi vì các bạn có cái kiến thức này là so sánh đa bội. Các bạn biến đổi cho cô là S O dash ở chỗ này, bởi vì tại sao? Vì chúng ta có kiến thức như sau này. Các bạn có nhá, đây các bạn học sinh chú ý này. Chúng ta có đối tượng thứ nhất này, sau đó các bạn đi với to be này, các bạn đi với số lần nhá. Twice, đó chính là số lần. Sau đấy các bạn dựa trên nền tảng của so sánh bằng nhá, as này, các bạn đi với tính từ này. Đó, rồi đi với as, rồi đi với đối tượng số 2. Nếu mà ở đây nó là động từ thì các bạn đằng sau này có thể là trạng từ hoặc là danh từ nhá. Rồi, tiếp nào chúng ta chuyển sang cho cô số 17 nhá. Số 17. Chỗ này của cô hơi ít chỗ xíu nên các bạn khi mà cô hướng dẫn nha, các bạn nốt luôn nhá. Các bạn có thể nốt luôn trên phần comment mà cô hướng dẫn mọi người á. Nào, số 17 này. Mặc dù cái khuôn mặt vui vẻ của anh ấy đúng không? Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao nhỉ? Nhưng mà cái người thi đấu ở vị trí số 2 thì buồn hơn so với cái người chiến thắng. Nào, câu này ở đây, câu này rất là tối nghĩa nhỉ. Có nghĩa là mặc dù thua buồn hơn ấy, nhưng mà vẫn cười à, phải không? Có phải như vậy mọi người? Nào, thế thì bây giờ câu 17 này chọn gì? 17 này chúng mình sẽ chọn đáp án là đáp án D đúng không? Bởi vì cái từ xa ở chỗ này chúng ta nó sẽ chỉ là một âm tiết thôi. Một âm tiết là chúng ta không có mo nữa nha mọi người. Đó, thì so sánh hơn của một âm tiết này, chúng ta gấp đôi phụ âm rồi thêm ơ ở đây nhá. Rồi. Starter. Tiếp nào, chuyển sang số 18 nhá. Cảnh sát ra lệnh cho kẻ bị tình nghi là cho tay xuống để ra khỏi cái cửa xe ô tô. Thế thì câu này của chúng mình chúng ta sẽ là gì? Số 18. Bạn Chocopai, bạn chọn đáp án C à? Câu 18 à? Câu 18 à các em? Có bạn đang chọn B này. Rồi. Thì câu này ở đây chúng mình sẽ chọn đáp án B nhá. Ra lệnh cho ai làm gì? Order somebody to verb. Và đây chúng ta là gì đấy? Là not to remove. Đấy. Không được bỏ tay ra khỏi cái cửa ô tô. Nào tiếp, chuyển sang số 19 nhá. 19 nào. 19. Doesn't care. Does the car cost? He is going to buy hay là anyway. Đấy, các cái từ đó mọi người nhìn cho cô nào. Anh trai của tôi không quan tâm là chiếc xe này giá bao nhiêu, bởi vì anh ấy định mua nó bằng mọi giá. Anyway, dù sao thì vẫn mua. Đấy là không quan tâm giá luôn. Thế thì câu này của các bạn chọn đáp án B nhá. Câu này của chúng mình chọn đáp án B. Vì sao mọi người chọn B này? Thì chúng ta có từ để hỏi. Có từ để hỏi này. Và câu này nó là câu kể lại, nên chúng ta không phải là câu hỏi ở dạng đơn thuần, ở dạng yes ở trong cái dạng câu hỏi này nhá. Và mọi người phải hiểu ở đây lúc này là từ để hỏi này, sau đó mọi người đi với chủ ngữ là the car, đúng không? Rồi đến động từ của các bạn là chiếc xe giá bao nhiêu, đúng không? Đó, mọi người sửa lại cho cô nhá, là the car cost nhá. Nào, tiếp nào, chuyển sang 20 nào. Cô hay live lúc mấy giờ vậy cô? 21:30 nhá bạn nhá. Nào, tiếp là chuyển sang 20 này. Là Mai và chị của cô ấy học môn sinh học vào năm ngoái. Và Nam cũng thế đúng không? Thế bây giờ Nam cũng thế, thì bây giờ chọn gì? Số 20. Nào, số 20 của các bạn nào. Chúng ta hiểu cho cô này, ở câu này ở của chúng ta ở đây nó là thì quá khứ. Và năm trước Nam cũng vậy đúng không? Thế thì cái này của chúng ta là thì quá khứ phải không nhỉ? Thì quá khứ ở đây mọi người chọn đáp án D nhá. Và mọi người sẽ là so did Nam. Có nghe bạn Nam cũng vậy luôn. Kiến thức này là so đi với trợ từ rồi đến chủ ngữ nhá. Và trợ từ lúc này thì phải chia theo cái thì ở phía trước này này. Tiếp nào, chuyển sang 21 nào. 21 ở đây mọi người chọn đáp án gì? Nào, có một nhà hàng có đồ ăn phương Đông mới ở thị trấn này, có phải không? Thế câu này của các bạn đây chính là câu hỏi đuôi. Và câu hỏi đuôi của chúng ta these thì chúng ta sẽ biến thành isn't there, đúng không? Các bạn chọn đáp án cho cô là đáp án D nhé. Chúng ta sẽ là isn't there. Đó, chốt như thế này này. Rồi, tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta chuyển sang số 22 nhé các bạn nhé. 22 này. Câu này ở đây là sau khi sống ở đây khoảng 10 năm thì ba đã quen với việc nói tiếng Anh với những cái người bạn cùng lớp của anh ấy. Thì 22 này chúng ta chọn gì? Đúng rồi, hôm nay mạng của cô hơi yếu một chút đấy mọi người. Câu này ở đây của các bạn này, số 22 này chúng ta chọn cho cô đáp án đó chính là đáp án C nhé. Mọi người chọn đáp án C này. Đó, bởi vì sao chúng ta chọn C đấy? Vì mọi người học kiến thức là gì nhỉ? Quen việc làm gì? Các bạn học là to be used to verb hình nhá. Đó, là quen với việc làm gì. Thì từ đó này chúng ta sẽ sửa lại cô ở đây là used to speaking. Các bạn học sinh chú ý nhé, khi mà trước cái từ used to này của chúng ta nó có to be á, thì mọi người sử dụng là dạng verb in nhé, là quen việc làm gì. Tiếp nào, chuyển sang số 23 nào. 23 này như thế nào? Cái con cầu này, cái cây cầu này là bị đâm, bị xô bởi một cái con tàu khá là lớn trong suốt cái trận bão đột nhiên tới của tuần trước. Thì câu 23 này mọi người là gì? 23 nào. 23 này dạng bị động đúng không? Dạng bị động này thì làm sao mà sử dụng was heading như thế này được? Nào, hành động đang xảy ra thì nó phát xen vào đúng không? Có nghĩa là cái con tàu này nó bị cái con tàu này nó tấn công vào cái cây cầu này đúng không? Thì cây cầu này là gì đấy? Là was hit. Bị xô vào đúng không? Đấy. Rồi các bạn nhá, was hit được không? Chốt không? Nào, tiếp nào, chuyển sang số 24 nhá. 24 nào. 24 mọi người ơi, mọi người làm nhanh xíu nhá. Làm nhanh xíu cho cô câu 24 nào. Các bạn nào muốn đăng ký khóa học lớp live view của cô thì mọi người sau buổi live mọi người nhớ inbox về fanpage nhé, và các tài liệu sách học của cô nhé mọi người. Chốt. Rồi. Nào, câu 24 ở đây này. Người lái taxi bảo cái người đàn ông đó là gì đấy? Đó. Đừng cho con trai của tôi hang out the window. đi ra ngoài cửa sổ. Thế thì bây giờ mọi người chọn cho ngôi đáp án đó chính là đáp án C nhé. Và chúng ta có told somebody not to verb. Chúng ta sửa lại cô ở đây là not to allow. Tiếp nào, chuyển sang số 25 nhé. Ba hiếm khi trả hóa đơn đúng hẹn. Và anh trai của anh ấy cũng vậy. Nhà giống nhau nhỉ? Các bạn nhỉ? Thì bây giờ chúng ta là gì nhỉ? Bây giờ là gì được? Bây giờ là gì được nhỉ mọi người? Hiếm khi trả hóa đơn đúng hẹn. Và anh trai của anh ấy cũng thế luôn. Cô đang thấy mọi người câu 25 này, các bạn đang chọn đàn đi đúng không? Rồi, ok các bạn. Thế thì ở đây của chúng ta này, các bạn nhìn thấy có từ seldom ở đây đúng không? Seldom này nó đã mang nghĩa phủ định rồi đúng không? Thì đằng sau của chúng ta nó phải mang nghĩa phủ định. Thì chúng ta sẽ chọn đàn đi nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng là doesn't either. Cũng không có trả hóa đơn đúng hẹn đúng không? Rồi. Ok nhá, đấy là số 15, số 25 nhá. Tiếp là chúng ta sẽ chuyển sang số 26. Các bạn, cô ơi phân biệt on time và in time đi ạ. Em học mà em quên xíu rồi. Các bạn ơi, on time và in time khác nhau như thế nào? Dễ không? Ai có bạn nào biết phân biệt không? Có bạn nào biết phân biệt không? Bạn của mình đang hỏi on time và in time này. Ai biết phân biệt luôn dưới comment nhá. Nếu mà thiếu cô sẽ bổ sung nha các bạn. Ở đây có bạn nói dễ luôn này. Đó. Phân biệt luôn nào em ơi. Phân biệt luôn cho mọi người nào. À, khác ở in và on. Nào các bạn hiểu cho cô này, on time các bạn sẽ hiểu là chính là punctual. Có nghĩa là nó đúng giờ ấy, đúng giờ. Cái này của các bạn nhá, là nó sẽ để nói đến regular time, đối với những cái lịch trình mà đều đặn hàng ngày á, để chúng ta khen về một cái phương tiện nào đó nó luôn luôn đến đúng giờ á, kiểu thế á. Và chúng ta để nói về những cái điểm mà tích cực về lịch trình á thì chúng ta sẽ là on time nhá. Đó. Còn khi mà các bạn thể hiện trong tình trạng khẩn cấp, emergency, thì các bạn hiểu lúc đó nó sẽ mang nghĩa là kịp giờ. Thì trong câu của chúng ta là chúng ta sẽ có suy luận. Cứ câu nào của chúng ta này là just in time, có nghĩa là chỉ kịp giờ thôi. Thì ví dụ trong đề của chúng ta là người ta sẽ cho chúng ta câu là trên đường đi hôm nay tôi rất tắc đường, but, nhưng mà đó, nhưng rất may mắn là có thể đến kịp giờ để có thể đến được sân bay. Đó. Thì các bạn sẽ hiểu ở đây là logic về mặt nghĩa nhé. Đó. Thể hiện điều gì? Thể hiện gấp gáp. Nhưng mà nó vẫn kịp giờ thì các bạn sử dụng là in time. Đấy. Còn on time của các bạn để nói đến lịch trình. Đó. Để khen đó, ai đó lúc nào nó cũng đến đúng giờ đó. Để thể hiện về cái điều đều đặn thì các bạn sẽ sử dụng on time nhá. Rõ chưa em ơi? Rõ chưa? Thế còn có nhiều bạn là các bạn căn cứ theo lịch trình, ví dụ 6 giờ chẳng hạn đúng không? Đến đúng 6 giờ thì các bạn gọi là 6 giờ và trước 6 giờ các bạn gọi là on time đúng không? Còn sau đó mà nó vẫn kịp thì các bạn dùng in time. Đó. Nhưng mà các bạn hiểu phân tích như cô vừa hướng dẫn mọi người đó, đó thì là theo hướng tư duy về ngôn ngữ nhất. Đó. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang số 26 của các bạn nhé. 26 này, giá dầu thô thì đã từng khá là thấp hơn so với bây giờ, có phải không? Nào, thế thì bây giờ câu 26 này của các bạn chọn đáp án gì? Câu 26 nào. Câu 26 này cô đang thấy mọi người đang chọn đáp án đi đúng không? Rồi, ok các bạn, chúng ta sẽ chọn đáp án đi nhé. Bởi vì ở đây của các bạn nhìn thấy ở đây là used to. Thì đây chính là kiến thức về động từ thường ở thì quá khứ. Thế thì mọi người sẽ sửa lại ở đây cho cô là didn't it. Đó. Chứ không phải là wasn't it nha các bạn. Rồi, tiếp nào chúng ta sẽ chuyển sang số 27 nhé. Số 27 này. Những người hàng xóm nhà chúng tôi thì cho đến bây giờ sống ở Arizona khoảng 10 năm đúng không? Trước khi mà chuyển tới ngôi nhà hiện nay, mọi người có 10 years đúng không? Đó, thì phải là đáp án nào? Số 27 đó. 27 phải là đáp án gì nào các bạn ơi? 27 này, bạn học đang chọn đáp án đi này. Cô vừa gợi ý rồi đấy, đúng không? Cô vừa gợi ý xong mà. Minh Anh này, Minh Anh đang chọn C này. Đó. Rồi, chúng ta chọn đáp án C nhé các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có 10 years. Ở đây là khoảng thời gian. Chúng ta sửa lại cho cô ở đây. Nó sẽ là 4. Đó. Nào, tiếp theo nào, chuyển sang 28 nào. Nó đã là một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi mà chúng ta nói chuyện với John, có phải không? Thế thì câu này ở đây của các bạn này là it has, đúng không? Thì các bạn sẽ là gì? Chúng ta chọn đáp án là đáp án đi đúng không? Nó sẽ là hasn't it nhá. Đó. Nào, tiếp nào, chuyển sang 29 nào. 29. Henry phản đối cái việc mua cái ngôi nhà này của chúng tôi mà không có sự chấp thuận của luật sư. Và John cũng thế luôn. Thế mọi người chọn gì nhỉ? Hôm nay là chúng ta chọn gì? À, 29. 29 nha các bạn, 29. Hai chín này, Diệu Linh đang chọn đáp án D này. Rồi. Bạn Nam, bạn đang chọn đáp án B này. Các bạn khác nào. Rồi. Rồi, ok. Chúng ta chọn đáp án, nó chính là đáp án D nhé các bạn nhá. Tại sao các bạn chọn đáp án D này? Bởi vì các bạn đi theo kiến thức là trợ từ các bạn cho lên trước. Đây này, cái từ does này chúng ta sẽ phải là gì đấy? So, does John. Đó. Như thế này nhá. Chứ không có kiến thức là John does so như thế nhá. Đó. Học nhá, đấy, nhớ học để đi thi mà cần thi nhá, mấy đứa nhá. Nào, tiếp là chuyển sang 30 nào. 30 của chúng ta. Phần thưởng trị giá 5.000 đô được trao cho cái việc mà bắt được cái tên phạm tội trốn thoát, tù nhân trốn thoát. Đấy, thì bây giờ 30 sẽ là gì? 30 nào. 30 là gì được đấy? Ba mươi này, có bạn Khánh này đang chọn A này. Mà cái câu này như nó bị lỗi thêm với mọi người ạ. Câu này như bị lỗi thêm này các bạn. Nào, chúng ta có ở đây nhá. Trước hết của chúng ta này là có một phần thưởng trị giá 5.000 đô đúng không? Thì kiến thức của chúng ta đây là danh từ này. Thì trước danh từ của chúng ta là nó sử dụng ở dưới dạng tính từ ghép. Thì các cái từ này ở đây của chúng ta nó gạch bằng cái dấu gạch ngang như thế này á. Thì cái từ dollars ở đây của các bạn nó biến thành dạng tính từ ghép. Thì mọi người chọn đáp án của cô là đáp án B nhá. Và mọi người sẽ sửa lại ở đây cho cô là dollar như thế này thôi. Bởi vì nó đóng vai trò là tính từ ở trong cái câu này. Tuy nhiên này, chỗ này ở đây của chúng ta mọi người phải bỏ S đi. Bởi vì đây chỉ là một phần thưởng được trao cho một hành động thôi. Là bắt giữ được tên tội phạm trốn thoát. Đó. Còn ơ ở đây là một phần thưởng là đúng cho em nhá. Ơ ở đây không bị sai đâu. Nào, tiếp là chúng ta sẽ chuyển sang số 31 nhé. 31 nào. Câu 30 là kiến thức của tính từ ghép được kết nối với nhau bởi các dấu gạch ngang nhé. Nào, 31 nào. 1 lít là một trong số những đơn vị đo lường, có phải không? Thế thì các bạn có ở đây cho cô. Mọi người chọn đáp án đó chính là đáp án D này. Đó. Bởi vì đây là một thôi đúng không? Thì mọi người sẽ có ở đây cho cô là isn't it. Đấy là số 31 nhé. Rồi, 31 chọn đi. Nào, tiếp nào, chuyển sang số 32 nào. 32 các bạn. Ngài Anderson đã từng đi bộ trong cái buổi sáng. Nào, thế câu này chúng ta có đã từng làm gì đúng không? Đã từng làm gì? Em nào muốn tham khảo khóa học của cô nhé, nhớ inbox về fanpage sẽ được nhận tư vấn đầy đủ. Và các em yên tâm là học phí rất tiết kiệm, nên mọi người cứ yên tâm nhá. Cứ inbox về fanpage để nhận tư vấn nha các em. Nào, bây giờ số 32. Số 32 ở đây mọi người chọn đáp ở đây. Bởi vì sao mà cô không tư vấn ngay trực tiếp ở đây cho mọi người? Bởi vì mọi người biết là như thế này này. Tức là mỗi đợt của chúng ta, các bạn đăng ký là nó sẽ có sự chênh lệch về học phí một chút nhá. Ví dụ có bạn đăng ký trước đó chẳng hạn, đúng không? Nó cũng sẽ khác so với việc mình đăng ký sau đó. Đấy, mình đăng ký trước mình học được nhiều, mình đăng ký sau mình học được ít hơn. Đấy, là nó có sự chênh lệch về thời gian nữa. Nên ví dụ bạn nào khoảng tầm sau một năm sau, đúng không? Các bạn coi lại video mà cô đang hướng dẫn này ấy, đó. Bây giờ cô phải tư vấn học phí thì nó cũng không ok lắm ấy. Nên là các em tốt nhất là các em hãy inbox về fanpage để nhận tư vấn nhé. Đó, đó chính là lý do vì sao không tư vấn nha mọi người. Nào, thế thì ở đây của mọi người này, chúng ta sẽ sửa lại ở đây là George, đúng không? Cái kiến thức là use to verb, có nghĩa là đã từng làm gì. Đấy, rồi. Đó, đã từng làm gì. Rồi, tiếp nào chúng ta sẽ chuyển sang số 33 nhé. 33 của mọi người là bất kể ai mà có kế hoạch tham gia vào cuộc họp thì nên gửi một cái tờ nốt ngắn cho vị chủ tọa. Thế thì bây giờ mọi người có ở đây là nên làm gì đúng không? Nên làm gì, kiến thức là gì? Nào, số 33 nào mọi người ơi, nên làm gì? Nên làm gì nhá, mọi người chọn cho cô đáp án ở đây. Đó chính là đáp án C nhá các bạn. Bởi vì ought thì đâu có đi với verb nguyên thể như vậy đâu. Chúng ta sẽ là ought, phải đi với to verb chứ. Ought to send thì nó mới bằng được với should verb nhá các bạn nhá. Nào, đây cô nốt ở đây cho mọi người này. Các bạn có ở đây là từ ought to verb và chúng ta sẽ bằng với should verb nhé. Đấy, nên làm gì. Tiếp tục nào, chúng ta chuyển sang số 34 nhé các bạn. 34 này, Mary thì thường đến văn phòng lúc 9 giờ, nhưng mà do có cơn bão thì nên là cô ấy bị trễ mất 2 tiếng. Thế thì mọi người hiểu là the storm ở đây là danh từ thôi. Thì kiến thức là bởi vì do cái gì. Các bạn chọn gì? Số 34 nào. Số 34 nhá. 34 này, bạn Nam đang chọn đáp án C này. Rồi, Đại Nam cũng đang chọn C này. Tuyền đang chọn C này. Rồi, ok nhé các bạn. Chúng ta chọn đáp án C ở đây nhé. Đó, mọi người sửa lại cô ở đây là because of. Bởi vì chúng ta cần đằng sau nó là một danh từ thôi á. Đấy. Còn because không á, mọi người đi với một mệnh đề nhá. Nào, tiếp chuyển sang số 35 này. Là Jim khá là buồn tối qua bởi vì anh ấy phải làm quá nhiều bài tập. Làm nhiều bài tập quá nên là buồn nhờ mọi người nhờ. Đó, thì chơi nữa chứ đúng không? Nào, thế thì bây giờ như thế nào? Số 35. Số 35 đáp án gì? Nào, chúng ta chọn đáp án đi đúng không? Nào, bởi vì homework của chúng ta là không đếm được nhá. Đấy, thế nên là mọi người sẽ là gì nhỉ? Much homework nhá. Đó, chỉ thế này thôi. Nhiều bài tập thôi, không đếm được. Upset không sai nhá. Upset là buồn nhá. Nào, 36 nào. Nào, 36 các bạn. Nào, chúng ta có ở đây là gì đây? Ở hội đồng Reuters thì không có bất kể thông tin nào về việc gia tăng về tiền thuê nhà đối với cái khu vực đó, khu vực này. Thì mọi người có ở đây cho cô số 36 của các bạn. Các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án A nhé các bạn nhá. Các bạn chọn đáp án A. Bởi vì tại sao chọn A này? Mọi người, bởi vì các bạn có cái từ thông tin của các bạn ấy, nó là danh từ không đếm được nhá. Và danh từ không đếm được thì chúng ta không thể sử dụng S ở đây được. Các bạn sẽ chỉ là information mà thôi. Thế từ thông tin là danh từ không điểm được nhá. Danh từ không điểm được nên chúng ta để dạng nguyên cho cô. Nào tiếp tục nào, chúng ta chuyển sang số 37 nào. George thì đủ thông minh để có thể qua được môn học ở lớp học kinh tế này mà không cần sự hỗ trợ. Thì câu này của các bạn có đủ thông minh thì sẽ là gì nào? Số 37 nào. 37 nhá, rồi 37 chúng mình chọn đáp án đây. Rồi ok, bởi vì các bạn có cho cô, các bạn đi với kiến thức là tính từ rồi mới đến enough. Và ở đây trong câu này của các bạn ấy, là các bạn đang thấy là tính từ này ở đây là đứng sau enough là không được đúng không? Hoặc là các bạn có thể sử dụng nó ở dưới dạng danh từ nhé. Đó, chúng ta có thể sử dụng cho cô là intelligent enough, hoặc là các bạn sử dụng là enough intelligence. Thế nào cũng được, tức là chúng ta biến đổi cái từ loại của nó. Đây nhá, cô sẽ biến đổi từ loại này thành danh từ nhá. À, thật ra tính từ thì mình nói mới đúng. Nếu mà các bạn sử dụng danh từ thì các bạn sẽ cần phải sử dụng là has enough intelligence nhá, đã có đủ thông minh. Nên là tốt nhất là chúng ta ngược lại cho cô nha các bạn. Các bạn ngược lại cho cô nhá, các bạn nhá. Các bạn ngược lại cho cô là intelligent enough. Đó, ngược lại nhá mọi người. Đúng rồi, ngược lại nhá. Nào tiếp là chúng ta chuyển sang số 38 nhá. 38 này có quá nhiều người cố gắng thoát khỏi cái ngôi nhà đang cháy. Đến nỗi là gì? Đến nỗi là cảnh sát đã gặp rất nhiều rắc rối trong việc kiểm soát họ. Nào, thế thì câu này ở đây là gì? Cô 38 nào. Rồi, ok, cô 38 chúng ta chọn đáp án B nhá. Bởi vì sao mọi người chọn B này? Bởi vì đây là người đúng không? Người, mọi người sẽ sửa lại cho cô ở đây là many. Danh từ đếm được. Nào, tiếp tục nào, chúng ta chuyển sang 39 nhá. 39 này, John sống ở New York kể từ năm 1960 cho tới 1975, nhưng bây giờ anh ấy đang sống ở Detroit. Câu này các bạn chọn đáp án rồi, cô đang thấy các bạn đang chọn B đúng không? Mà không biết là B của cô 38 hay 39 đây. Nào, cô 39 các bạn. Cô 39 nhá. Nào, 39 ở đây mọi người chọn cho cô đáp án đó chính là đáp án B nhá. Bởi vì sao? Từ năm nào đến năm nào mà nó kết thúc rồi á. Đó, cái này quá khứ là đúng rồi này. Mọi người sửa lại cô ở đây là from nhá. Từ năm nào đến năm nào. From to ha. Nào, tiếp là 40 nào. Peter và Tom thì chơi tennis vào mỗi buổi chiều với Mary và tôi. Câu này chọn gì được nhỉ? Chơi tennis mỗi buổi chiều với Mary và tôi. Câu này chọn đáp án gì luôn mọi người? Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đúng không? Nào. Rồi ok bạn Khánh nào. Chúng ta đang thấy các bạn đang chọn đáp án A đúng không? Rồi ok các bạn chọn A cô nhé. Ở đây là hai người này đúng không? Hai người này thì chúng ta sẽ để động từ số nhiều vào cô nhé. Động từ số nhiều chính là động từ giữ nguyên. Mọi người nhớ đi thi phần tìm lỗi sai để ý cho cô phần lỗi sai nó có sai ở động từ không nhé. Rồi ở đây chúng ta sửa lại là play. Tiếp nào chuyển sang 41 nào. Anh ấy đang uống coffee thì điện thoại reo. Đang uống một tách cà phê thì điện thoại reo. 41 nào. Sai ở đâu nào? Rồi 41 chúng mình chọn A nhé. Nào đây của các bạn sẽ là was drinking. Đang làm gì thì như thế nào? Mọi người chia cô cái thì ở đây là thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn nhé các bạn nhé. Đây chúng ta có when này. When một vế là quá khứ tiếp diễn, một vế quá khứ đơn này. Đó. Sau vế when thì chúng ta sẽ là về quá khứ đơn nhé. Còn vế còn lại là quá khứ tiếp diễn. Nào tiếp chuyển sang 42 này. 42 anh ấy là một học sinh thông minh đến nỗi là có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Đúng chưa? Nào vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng nào. một cách dễ dàng thì là gì? Nào, 42 này chúng ta chọn cho cô đáp án là đáp án D nhá, bởi vì các bạn có past, đây là động từ, sau động từ chúng mình sẽ là adverb. Đó. Thì chúng ta sửa cho cô là gì? Số 42 nào. Một cách dễ dàng đúng không? Một cách dễ dàng là gì nào? Là easily. Đây nhá, easily, một cách dễ dàng. Rồi. Nào, tiếp nào, chúng ta chuyển sang 43 nhá. Bạn có phiền đóng cửa cho tôi được không? Nào, 43 này các bạn chọn đáp án là đáp án B nhá. Mọi người sửa lại cho cô ở đây là closing, bởi vì các bạn có kiến thức là good mind. Chúng ta đi về verb in nhé, có nghĩa là phiền làm gì. Đó. Thế such thì sao ạ? Such thì em đi với ơ hoặc ân, đi với tính từ, đi danh từ, đi với that. Câu đấy nó không bị sai. Nào tiếp 44 nào. Nó rất tốt của anh ấy để giúp tôi làm housework, làm việc nhà. Thế thì các bạn có 44 này, chúng ta chọn gì cho cô nào? 44 nào mọi người. 44 nhá, nó như thế nào đối với ai để làm gì này? It này, to be này, cộng với tính từ for somebody to verb. Đó. Thế từ đó mọi người có ở đây, chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án nào? Nào, chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé. Và các bạn sẽ sửa lại ở đây cho cô là to help. Đó. Rồi nào, tiếp theo 45 nào. 45 của mọi người nhé. Bởi vì vấn đề tài chính của họ, thế nên là họ không thể để con của họ tới ngôi trường tốt hơn. Thì bởi vì vấn đề tài chính đúng không? Thì bởi vì nào, thì các bạn sẽ chọn cho cô đáp án đó chính là đáp án A nhé. Bởi vì đằng sau này của chúng ta đây chính là cụm danh từ đúng không? Cụm danh từ thì nó sẽ là because of. Đó, đấy là 45. Nào, tiếp theo chuyển sang 46 nào. 46 nha em, 46. Anh ấy vẫn tiếp tục bơi mặc dù trời mưa to. Cái này được gọi là hâm này. Nào, 46 nào. 46 chúng ta chọn đáp án C đúng không? Các bạn chọn D ở này. Thế thì mọi người nhé, câu này chúng ta chọn đáp án ở đây là đáp án C này. Bởi vì đây có of, thì of đây nó không sai. Mọi người sửa cho cô ở đây là in spite. Kiến thức là in spite of chứ không có despite of nhé. In spite. Đấy. Nào, tiếp là 47 nào. Anh ấy học chơi guitar kể từ khi mà còn nhỏ. Thế thì đây cái từ since này nó không bị sai đúng không? Cái từ since này nó không bị sai, mà since mà đi với mệnh đề như thế này thì phía trước của chúng mình chúng ta sẽ cần chưa thì hiện tại hoàn thành cho cô. Và hiện tại hoàn thành thì mọi người chọn đáp án A nhé, và các bạn sẽ sửa lại cho cô là has learned. Đó, là học chơi guitar là kể từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ á, đấy là has learned nha các bạn. Tiếp là chuyển sang 48 nào. Bố của tôi nói rằng nếu mà bố mà rảnh vào các cuối tuần đó, thì ông ấy sẽ đi câu cá với tôi. Thì 48 các bạn chọn gì? 48 này là câu tường thuật gián tiếp, lùi thì của câu điều kiện loại 1 nhá. Thì điều kiện loại 1 các bạn vẫn lùi thì cho cô. Thế nên ở đây của các bạn nó là said, thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án ở đây đó chính là đáp án B. Và mọi người sửa lại ở đây đó chính là was. Đó. Nào, tiếp nào, chúng ta chuyển sang 49 nhé. Người bạn mà tôi muốn giới thiệu cho bạn tới cái người bạn đó thì đi vắng vào cuối tuần này rồi. Thế các bạn có ở đây là gì? Kiến thức đại từ đúng không? Và đại từ này mọi người chọn đáp án A nhé. Các bạn sẽ là to whom. Nào, tiếp chuyển sang số 50. Các bạn không hiểu chỗ nào các bạn hỏi cô nhá. Số 50 này. Là Mary bảo với những người bạn của cô ấy rằng cô ấy không bao giờ đi một mình ở trong rừng sau khi sau khi trời tối đúng không? Nào, thế thì bây giờ chúng ta chọn ở đây, các bạn chọn gì nào? Số 50 nhé, chúng ta chọn đáp án ở đây đó chính là đáp án A nhé. Đó. Rồi. Rồi, ok nhé mọi người, chúng ta sẽ sửa lại ở đây đó chính là told nhé. Rồi, told somebody. Vì kiến thức của các bạn ở đây là gì nào? Chúng ta có ở đây là told somebody to verb. Đó, rồi. Tiếp nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 51 nhé. 51 các bạn. Cô ấy từ chối. Cô ấy từ chối hỏi chúng tôi. Có nghĩa là cô không hỏi chúng tôi là tại sao mà xin lỗi nhé. Cô ấy không bảo với chúng tôi tại sao mà cô ấy vắng mặt hôm qua. Thế thì bây giờ của chúng ta này, chúng ta sẽ chọn gì số 51 nào? 51 nào mọi người. Rồi, ok. Ok bạn làm. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án đi nhá các em.